Mến chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thời sự tin nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung chính đáng chú ý như sau. Cứu trợ lũ lụt, đừng để nơi no dồn, nơi đói góp. Các đoàn cứu trợ lũ lụt và các địa phương cần có giải pháp phân bổ hợp lý để tránh tình trạng nơi nhận quá nhiều, nơi lại không có gì. Còn nhớ mùa lũ năm 2020, thiệt hại trải rộng với rất nhiều vụ sạt lở núi, vùi lấp người từ Thừa Thiên Huế cho đến Quảng Nam gần như cùng lúc, tương tự như tình hình đang diễn ra ở các tỉnh miền núi phía Bắc hiện nay. Khi đó, những điểm đến tang thương như là Trà Leng, Trà My và Phước Sơn của tỉnh Quảng Nam, nơi có nhiều người chết và mất tích, trở thành mục tiêu hỗ trợ hàng đầu của các đoàn cứu trợ. Thậm chí hơn 2 tháng sau khi xảy ra các vụ sạt lở núi, vẫn còn có rất nhiều đoàn thiện nguyện từ khắp nơi trong cả nước tìm đến Trà Leng, Phước Sơn. Tại thời điểm ấy, ngoài tiền mặt, các gia đình nhận được nhiều gạo, mì tôm và nhu yếu phẩm nhiều đến mức nửa năm sau vẫn chưa dùng hết. Tuy nhiên, điều đáng nói là cùng lúc đó, có nhiều điểm đến khác xung quanh cũng bị mất mát, thiệt hại không kém. Nhưng do không được nhắc đến nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội, các địa phương này không nhận được sự chú ý của các đoàn cứu trợ. Điều này dẫn đến tình trạng nơi no dồn, nơi đói góp, khiến người dân so bì, buồn tủi, vì nơi thì nhận được rất nhiều, nơi thì gần như không có gì ngoài những phần hỗ trợ ít ỏi từ chính quyền địa phương. Chuyện này không chỉ xảy ra trong mùa mưa lũ năm đó, mà còn là thực trạng chung của rất nhiều mùa mưa lũ trước đây ở các tỉnh miền Trung và có nguy cơ lặp lại trong những ngày này tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Ví dụ như làng Nủ, một điểm đến dễ trở thành ưu tiên hàng đầu cho các đoàn thiện nguyện khi lập kế hoạch cứu trợ. Vô tình các đoàn thiện nguyện sẽ nối đuôi nhau tìm đến, thậm chí là gây ùn tắc. Trong khi đó còn rất nhiều nơi khác, dù không được ưu tiên trên báo chí, nhưng người dân ở đó lại đang thực sự cần sự giúp đỡ. Việc nhiều đoàn cứu trợ cùng tập trung vào một thời điểm này còn dẫn đến tình trạng dư thừa nhu yếu phẩm, trong khi những nhu yếu phẩm có hạn sử dụng ngắn như là bánh chưng, bánh tét, suất cơm nếu không dùng hết sẽ phải bỏ đi, gây lãng phí nguồn lực và cả tình cảm của đồng bào cả nước. Điều này cũng khó trách các đoàn cứu trợ bởi hầu hết họ là những người lạ, chủ yếu nắm bắt thông tin qua báo chí và từ chính quyền địa phương. Trong khi đó, tâm lý của chính quyền, đặc biệt là ở các cấp huyện, xã, thôn, đâu đó vẫn còn tồn tại sự mong muốn người dân địa phương của mình được hỗ trợ nhiều nhất. Để tránh và hạn chế tình trạng này, chính quyền các địa phương nên nhanh chóng hình thành một mạng lưới điều phối thật công tâm để hướng dẫn các đoàn cứu trợ đến những nơi thực sự cần thiết. Trong khó khăn hoạn nạn, cần lắm nghĩa đồng bào. Đây là mệnh lệnh từ trái tim. Ông Lưu Kim Hồng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Nidec Việt Nam, đã nói như thế khi triển khai chủ trương của Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc kêu gọi đoàn viên, người lao động không bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, quyên góp tiền hỗ trợ cho những nơi bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Quý vị thân mến, đây là một lời kêu gọi rất kịp thời, có ý nghĩa nhân văn của Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong bối cảnh đồng bào miền Bắc đã và đang chịu nhiều mất mát về người và tài sản, cũng như đối diện với rất nhiều khó khăn thiếu thốn trước mắt do bão lũ. Những phần quà, những tấm lòng của đoàn viên, người lao động khắp cả nước đã được Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang khẩn trương kịp thời trao tận tay cho người dân vùng bão lũ. Vì là mệnh lệnh từ trái tim nên trong những ngày qua, lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã được Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố trong cả nước và các công đoàn ngành trung ương vào cuộc rất nhanh chóng, kịp thời và đạt được kết quả vượt mong đợi. Trên hết, sự vào cuộc của tổ chức công đoàn và đoàn viên, người lao động trong dịp này không chỉ đơn giản là việc làm thiện nguyện, là lá lành đùm lá rách hay lá rách ít đùm lá rách nhiều như truyền thống của người Việt, mà còn là nghĩa đồng bào có qua có lại với nhau trong những lúc khó khăn hoạn nạn. Hôm qua, trong khi kêu gọi đoàn viên, người lao động hưởng ứng chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Võ Khắc Bình, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận 7, thành phố Hồ Chí Minh nhắc lại một kỷ niệm khiến nhiều người rưng rưng. Khi thành phố Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, Liên đoàn Lao động quận 7 của chúng tôi nhận được rất nhiều hàng hóa, hiện vật do đồng bào miền Bắc ủng hộ. Chính những trái bí xanh, bí đỏ được quấn ni lông, những tấm bánh đa được gói 2-3 lớp giấy cẩn thận, bên ngoài ghi rõ hàng dễ vỡ, xin cẩn thận, đầy ắp tình người, lúc đó đã tiếp thêm dũng khí để đoàn viên, người lao động quận 7 vượt qua khó khăn, sợ hãi. Xúc động hơn nữa là ngoài việc ủng hộ vật chất, tổ chức công đoàn các địa phương, ví dụ như Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An còn rất nhân văn khi chỉ đạo các đơn vị tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em trong dịp này. Bỏ qua các hoạt động văn nghệ, múa hát, múa lân sư rồng, coi đây như là một phần quà tinh thần để động viên, chia sẻ với đồng bào và trẻ em các tỉnh phía Bắc. Những phần quà tinh thần như của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cần phải có nhiều hơn, không chỉ từ tổ chức công đoàn, cũng như những lời kêu gọi ủng hộ hay nghĩa đồng bào không chỉ là chuyện riêng hay trách nhiệm của tổ chức công đoàn mà còn cần sự tham gia của tất cả các tổ chức xã hội khác để cùng nhau tạo nên một bức tranh đẹp về lòng nhân ái và tinh thần kết nối dân tộc trong những lúc nước sôi lửa bỏng như thế này. Đồng hành hỗ trợ người dân, doanh nghiệp là sâu rễ bền gốc. Quảng Ninh, Hải Phòng có nhiều doanh nghiệp bị thiệt hại sau bão, cần được hỗ trợ để phục hồi. Quý vị thân mến, cơn bão Yagi đã để lại hậu quả rất nặng nề. Nhiều doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản, nông sản, lâm sản, dịch vụ du lịch bị thiệt hại nghiêm trọng. Trong đó có nhiều đơn vị là khách hàng hiện đang vay vốn tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh. Tại Quảng Ninh, Ngân hàng Nhà nước tổ chức buổi làm việc nắm bắt tình hình thiệt hại của ngân hàng, khách hàng tại hai tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, xác định tình hình doanh nghiệp bị thiệt hại sau bão. Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú khẳng định, sau bão là trách nhiệm của ngành ngân hàng chia sẻ khó khăn với người dân, doanh nghiệp, có những hỗ trợ trong vấn đề vay vốn để người dân có cơ hội làm ăn, sản xuất lại, từ đó mới có nguồn tiền hoàn trả lại ngân hàng. Ông Lê Trung Thành, Phó Tổng Giám đốc BIDV cho rằng, đánh giá từng trường hợp khách hàng để có phương án cơ cấu lại nợ, giãn nợ, giảm lãi, ban hành gói tín dụng với mức lãi suất hợp lý, quy mô hợp lý để đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp hồi phục sau cơn bão. Những ý kiến phân tích, đề xuất rất phù hợp, thiết thực, đó chính là khoan thư sức dân ở đây là doanh nghiệp, đó chính là kế sâu rễ bền gốc. Nhiều cơ sở bị trôi giạt mất bè nuôi thủy sản, hơn 20 tàu du lịch bị sóng đánh chìm tại cảng Tuần Châu, nhiều nhà hàng khách sạn bị đổ nát, nhiều cơ sở kinh doanh du lịch bị sập, hư hỏng hoàn toàn. Để sửa chữa, xây dựng lại các cơ sở sản xuất kinh doanh cần số tiền rất lớn. Điều cần chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp đó là sau đại dịch Covid-19 chỉ mới đầu tư để lấy lại sức mới vài năm, nay bị cơn bão dữ tàn phá. Hết dịch bệnh lại tan hoang vì thiên tai, cho nên doanh nghiệp được giãn nợ, được vay vốn với lãi suất mức ưu đãi thì sẽ có thêm điều kiện, cơ hội để làm ăn. Doanh nghiệp hoạt động tốt sẽ giữ được việc làm cho hàng vạn lao động, đóng thuế cho nhà nước, có tích lũy để trả nợ ngân hàng. Xét cho cùng, ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp trong lúc này là cứu nhau để tất cả cùng tồn tại và phát triển. Không chỉ Quảng Ninh, Hải Phòng mà doanh nghiệp ở các địa phương khác bị thiệt hại do mưa bão, ngập lụt, sạt lở cũng cần được các ngân hàng xem xét hỗ trợ kịp thời để phục hồi sản xuất kinh doanh. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của tin nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.